Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 3 trong 151 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và sự noãn sinh. Một số kiến thức chúng ta cần phải nhớ. Đầu tiên là thai sinh, tức là trứng thụ tinh phát triển thành phôi gắn liền với tử cung của mẹ thông qua nhau thai. Nhau thai có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi và chất bài tiết từ phôi được chuyển sang cơ thể mẹ. Noãn thai sinh, tức là phôi phát triển bên trong trứng, được giữ lại trong cơ thể của mẹ cho đến khi chúng nở, chúng đẻ con nhưng không phải do mang thai, mà phôi phát triển thành con nhờ chất dinh dưỡng dự trữ trong noãn hoàng, chứ không phải lấy từ cơ thể mẹ. Đẻ trứng là phôi phát triển bên trong trứng nhờ chất dinh dưỡng dự trữ trong noãn hoàng, trứng được cơ thể mẹ đẻ ra trước khi chúng nở. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và sự noãn thai sinh là: thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. Con non được nuôi bằng sữa mẹ, có sự bảo vệ của mẹ trong giai đoạn đầu đời, và tỷ lệ sống sót của con non cao hơn. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 3 trong 151 trong sách giáo khoa sinh học 7.